bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do về Trung Quốc sau thỏa thuận với Mỹ. Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu sẽ được trở về Trung Quốc gần như ngay lập tức, sau khi đạt được thỏa thuận với phía Mỹ về việc hoãn truy tố và tiến tới hủy bỏ mọi cáo buộc. Hoãn truy tố theo New York Times, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 tháng 9 đã đạt được thỏa thuận mở đường cho giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu trở về Trung Quốc. Theo thỏa thuận này, các công tố viên liên bang sẽ hoãn truy tố và cuối cùng là hủy bỏ các cáo buộc chống lại bà Mạnh Vãn Chu. Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng sẽ rút lại đề nghị dẫn độ đối với bà Mạnh. Thỏa thuận đã được ghi vào hồ sơ trong phiên điều trần trực tuyến kết nối giữa tòa án ở bờ British Columbia, Canada và tòa án liên bang ở bờ Brooklyn, New York, Mỹ vào hôm qua. Đổi lại, bà Mạnh phải thừa nhận một số sai phạm. Tại phiên điều trần hôm qua, bà Mạnh không nhận tội, nhưng theo thỏa thuận, bà thừa nhận đã cố ý cung cấp những tuyên bố sai lệch. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Nicole Bo Ekman nói, bà Mạnh phải chịu trách nhiệm chính trong âm việc thực hiện âm mưu lừa đảo một tổ chức tài chính toàn cầu. David Kelly, một luật sư của phía Mỹ, cho biết tại tòa rằng thỏa thuận hoãn truy tố sẽ có hiệu lực trong 4 năm kể từ thời điểm bà Mạnh bị bắt giữ ngày 1 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2022. Ông Kelly nói, nếu bà Mạnh tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận, Mỹ sẽ tiến tới xóa bỏ các cáo buộc chống lại bà trước thời hạn hoãn truy tố. Ngược lại, nếu không thực hiện các nghĩa vụ đó, bà Mạnh vẫn có thể bị truy tố. Được trả tự do tại Vancouver, Canada, chiều ngày 24 tháng 9, thẩm phán Heather Hong công bố quyết định hủy bỏ đề nghị dẫn độ của Mỹ, trả tự do và dỡ bỏ toàn bộ các điều kiện tại ngoại đối với bà Mạnh. Thẩm phán Hong đánh giá cao về sự hợp tác của bà Mạnh với tòa án trong quá trình điều trần suốt gần 3 năm qua. Bộ Tư pháp Canada hôm qua cũng ra thông cáo xác nhận bà Mạnh Vãn Chu được phép rời khỏi Canada. Về phần mình, bà Mạnh Vãn Chu nói, 3 năm qua, cuộc sống của tôi đã có nhiều thăng trầm. Đó là một thời gian cuộc sống của tôi bị gián đoạn với vai trò một người mẹ, một người vợ. Đó thực sự là một trải nghiệm quý báu. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời chúc tốt đẹp mà tôi nhận được từ những người ủng hộ. Càng gian khó, chúng ta càng trưởng thành. Giới chức Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, tại sân bay Vancouver vào ngày 1 tháng 12 năm 2018 theo đề nghị của Mỹ. Washington cũng đề nghị dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ để xét xử vì bà bị cáo buộc nói dối HSBC về mối quan hệ của Huawei với Qualcomm, một công ty kinh doanh ở Iran, khiến HSBC có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự vì vi phạm lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, Huawei đã bác bỏ cáo buộc và cho rằng vụ việc nhằm vào bà Mạnh Vãn Chu mang động cơ chính trị. Vụ việc liên quan đến việc bắt giữ và đề nghị dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu đã khiến cho mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và Canada căng thẳng. Giới chức Trung Quốc đã nhiều lần chỉ trích động thái của Canada, Mỹ, đề nghị trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức.